xưởng Loren Thảo PS với những mẫu dao hàng độc và lạ. Những bộ dao bếp hàng đặt dao tam giang chặt xương và bộ dao mèo truyền thống nhé các bác anh nhé Đây là một bộ dao bếp mà em đã bán quá là nhiều luôn rồi các bác anh ạ Đây là bộ dao bếp thép trắng của Nhật này Và bộ này thì ngày hôm nay em sẽ làm được có một bộ để làm mẫu thôi Một con to nhất này để cho các bác anh mình chặt xương này Sống dày bồn đi nhá Tay cán bùn và ba chút đinh chắc chắn luôn Và một con dao thái, một con dao lóc như này Bộ này thì bình thường các bác đang mua với giá là 550.000 đồng Ngày hôm nay em giảm giá luôn 100k nhá Còn 450.000 đồng Và em sẽ tặng kèm cho các bác một con dao gọt hoa quả như này Và đặc biệt là em sẽ tặng kèm cho các bác mình một viên đá phong thổ lai châu như này nữa Và em sẽ miễn phí ship tới tận nơi luôn Đấy bác nào anh nào mà đang cần một bộ dao bếp bộ dao bếp thép trắng của Nhật nhá. Sử dụng mãi không gì xét thì các bác sử dụng sang mẫu này luôn cho em này. Còn tiếp tới thì đây là bộ dao bếp đó, thép đen. Đây là bộ dao bếp cán bùn ạ. À. À, em bộ này thì con này bên em sẽ làm sống dày ba ly nhá đây là bộ dao tam giang chặt xương à em xin lỗi đây là bộ dao con to nhất để các bác nhà mình chặt xương này với uh, một dòng nhíp đỏ của nga tay cán mun và có hai chốt đinh này và một con thái đây nhá con thái này bên em sẽ làm sống dày hơn một ly một chút và một con chuyên lóc ạ à. bộ này thì giá của nó hiện tại cũng là đang là 350 000 đồng thì ngày hôm nay em cũng sẽ tặng thêm cho các bác một con dao nhỏ hoặc hoa quả tặng thêm một viên đá như này nữa với giá chỉ có 350 000 đồng thôi vẫn là 350 đồng nha các bác nhá miễn phí ship tới tận nơi luôn còn đây là mẫu da tam giang để cho các bác các nhà mình đi rừng chặt củi chặt che già gỗ cứng này à, em sẽ làm được có 6 con nhé à, con màu đen này thì sẽ là con tay cán bun đen tuyền nha ba chốt đinh chắc chắn luôn với tổng chiều dài là 50 cm và sống dày 5 ly ạ. Mẫu này các nhà mình chặt xương, chặt cây thậm chí là chặt củi đi rừng nhá, quá là ok luôn. 250 000 đồng thì ngày hôm nay em giảm giá cho các nhà mình chỉ còn 150 000 đồng thôi đây là con cán buồng này các anh này đấy bác nào anh nào mà thích cán mu này cán buồng thì canh cứ chụp ảnh gửi qua zalo cho em nhé còn đây là mẫu dao tam giang cán gỗ hương con này thì nó sống dày hơn một chút và cán nó chắc hơn nên giá nó hơi cao hơn một chút nhá giá của nó hiện tại đang là 280.000 tám đồng thì ngày hôm nay bác nào anh nào mà ưng thì em sẽ giảm giá cho các nhà mình chỉ còn 200.000 đồng thôi là bên em sẽ miễn phí ship tới tận nơi luôn còn đây là mẫu dao tam giang có cả vỏ này. Bác nào anh nào mà thích có cả vỏ làm siêu tần tầm thì các nhà mình sử dụng sang mẫu này nhá. Con này thì bên em sẽ làm sống dày 7 ly, lưỡi dài 30 cm và tay cán môn Ba chốt đinh chắc chắn luôn các anh ạ. Và riêng dòng môn này các nhà mình càng sử dụng về lâu về dài cả nó càng bóng càng đẹp luôn nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ làm được có hai con. Có cả vỏ môn luôn các anh ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Với giá sẽ là 400 000 đồng một con và em sẽ tặng kèm thêm một viên đá nữa. Miễn phí ship tới tận nơi luôn. Ngoài ra thì em sẽ có cả dòng dao không có vỏ nhá. Đây ạ. Em sẽ làm được có ba con không có vỏ. Ở con này sẽ là con 30 cm sống 7 ly các anh ạ. Bao cho các nhà mình test thử chặt xương trâu xương bò luôn nhá. Chặt che già gỗ cứng lâu năm luôn. Ok thì sau đó các anh thanh toán. Tay cán mun này các anh này, ba chốt và khâu đồng thổ cầm nhá. In hình rồng chìm rất là đẹp luôn. Nhíp đỏ nga uy tín luôn các anh ơi. Con này giá ngày hôm nay sẽ là 300 000 đồng. Tặng kèm cho các anh thêm một viên đá nhá và miễn phí ship tới tận nơi luôn. Còn bác nào anh nào mà thích bản to hơn thì các nhà mình sử dụng sang mẫu bản to này. Đấy, rất là dày luôn nhá. Con này bản to nhất nó về rộng vào khoảng tập 8 phân cho em. Đấy, và cũng là nửa dài 30 cm sống 7 đi nhá. Giá của nó hiện tại đang là 350 000 đồng Ngày hôm nay em làm được có hai con thôi. Em gửi tặng canh với giá chỉ có 300 000 đồng thôi. Đấy, em giao lưu với các nhà mình giá tại lò luôn nhá. Và đây là những bộ dao mèo đây. Bộ da mèo uh, truyền thống thì ngày hôm nay em sẽ làm được có hai bộ, một bộ muôn và một bộ buồng các bác nhà mình mà muốn mua dao mèo để các nhà mình các bác anh đi rừng này chặt che già gỗ cứng này hoặc là các nhà mình làm quán cơm quán phở nhá chặt xương trâu xương bò thậm chí là các anh có thể mua để làm siêu tầm các anh chốt luôn cho em lưỡi dài 20 cm thì sẽ là 300 000 đồng ngày hôm nay 25 cm thì sẽ là 350 000 đồng tặng kèm vỏ và dây nhá còn 30 cm thì sẽ là 400 000 đồng ạ à. dáng lưng gù mũi hết rất là đẹp luôn này các anh ơi quá là đẹp luôn đấy và con 35 cm thì sẽ là 420 000 đồng còn đây là bộ dao cán buồng nhá. Đó, chất liệu nhíp thì đều là nhíp cao cấp như nhau, nó chỉ khác về cán và vỏ thôi các anh ạ. Đây là vỏ buồng này. Bác nào anh nào mà thích làm siêu tầm thì các bác cứ chọn con cán buồng này vàng bóng đẹp hơn này. 30 cm nhá. 25 cm à 20 cm thì cũng sẽ là 300 000 đồng và 25 cm thì cũng là 350 000 đồng dáng luôn gù mũi hết này. Con này thì bên em sẽ làm mà có tay quấn ba vòng đồng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác anh ạ. Và giá của nó thì cũng như vậy nhá. 30 cm thì là 400 và 35 cm thì là 420. Còn đây là bộ dao uh, yếm này để cho các bác anh nhà mình chặt dừa này, bộ dao yếm thép trắng nhá, sống dày 3 ly đây ạ. Mẫu dao này đã được các bác các anh nhà mình trong Nam sử dụng rất là nhiều. Để các bác anh nhà mình chặt dừa này, hoặc là các bác có thể chặt gà, chặt vịt. Uh, sử dụng dọn vườn nhá. Trên lưỡi dao thì đều có chữ thảo VS luôn. Một dòng nhíp trắng của Nhật, dòng này thì các bác các anh nhà mình sử dụng mãi luôn, không bao giờ lo bị rỉ sét nhá lưỡi dài 30 cm và sống dao là dày 3 ly tay cán mun đen tuyền luôn giá của nó hiện tại đang là 300.000 đồng ngày hôm nay em giảm giá luôn cho các nhà mình chỉ còn 260.000 đồng thôi tặng kèm một viên đá nhé và em sẽ miễn phí ship tới tận nơi luôn còn đây là mẫu dao pam giang thép trắng của Nhật con này thì cũng là sống dày 4 ly nhé và lưỡi dài 35 cm chưa tính cán có ca nhà mà đang cần một mẫu dao để ca nhà mình sử dụng chặt gà vịt ngan sắm ngay cho một con này đi rất là đầm tay luôn các anh nhìn này dáng dao rất là đẹp luôn nhá giá hiện tại cũng đang là 350.000 đồng ngày hôm nay em có hai con dao lưu của các anh sẽ là 280.000 đồng tặng kèm một viên đá và em sẽ miễn phí ship tới tận nơi luôn còn sang phía bên này thì sẽ là mẫu dao lóc nhá mẫu dao phi lê đây ạ mẫu này các anh nhà mình gọi cho là mẫu phi lê nhá em sẽ có ba con hai con cán buôn màu đen và một con cán buông như này các anh nhà mình sử dụng để thái thịt lóc thịt thì bao bé luôn cho em nhé lóc thịt trâu thịt bò thịt heo nhíp đỏ nga ca ạ và trên lưỡi dao thì đều có chữ thảo pn luôn đấy với giá giao lưu với ca nhà mình sẽ là 150 000 đồng một con cán buồng sẽ là màu vàng đây và con này thì chuyên vừa thái vừa băm luôn cho em nhé Các nhà mình có thể vừa sử dụng để thái đây băm thịt để ca nhà mình cuốn uh, chả lá nốt hoặc là làm đen em hoặc thì ca nhà mình sử dụng mẫu này nhé đứa hai mươi cm sống dày hai ly tay cán bun này cổ đồng trơn này cay này con này thì sẽ là 200 trăm nghìn đồng nhưng mà em giảm giá luôn cho các nhà mình ở video này chỉ còn 150 000 đồng một con thôi. Còn bác nào anh nào mà thích cái dòng dao mà hơi nhọn một chút thì các anh sử dụng sang mẫu này nhá. Con này là em làm cho bác khách xỉ đấy, nhưng mà làm dư được vài con nên em giới thiệu luôn nhá. À, giá của nó đang là 200 000 nghìn em cũng giảm giá luôn cho các anh chỉ còn 150 000 đồng thôi. Đấy. Mua hai con là em sẽ miễn phí ship nhá. Còn bác nào anh nào mà thích dao mà chặt gà vịt thép đen thì các anh nhà mình sử dụng sang con này lưỡi của nó sẽ là 24 cm sống dày 4 ly ạ. À. Với một dòng nhíp uy tín luôn nhé các anh nhá. Nhíp đỏ Nga đây. Con này thì các nhà mình chật gà vì thì bao bén luôn. Giá đang là 250 000 đồng Ngày hôm nay ở video này em giảm giá luôn cho các nhà mình chỉ còn 200 000 đồng thôi. Tặng kèm một viên đá luôn cho các anh nhá. Đá phong thổ Lai Châu, độ bị 3.000 grit cho em. 200 000 đồng tặng một đá và miễn phí ship. Còn anh nào mà thích dùng dao bầu là lóc này. Đấy. Thì các nhà mình sử dụng mẫu này nhá rất là dày và đẹp luôn rất là khỏe luôn đấy cả nhà à, con này thì giá của nó cũng sẽ là 200 000 đồng em sẽ tặng kèm một viên đá như này và miễn phí ship tới tận nơi luôn nhé và còn tiếp tới đây là mẫu dao dựa này mẫu dao quắm để cho các nhà mình đi rừng phát nương phát dậy nhé con này bên em sẽ làm dòng tay cán bùn này nhíp đỏ nga và với tổng chiều dài của nó sẽ là 41 cho tới 42 cm canh mà đi rừng rất là gọn luôn tiện lợi và gọn nhá phát nương phát dãy à, em đang nhận hàng đặt với giá là 250.000 đồng đấy ạ nhưng mà ngày hôm nay ở video này em tương tác với canh chỉ có 150.000 đồng thôi. Đấy, tay cán bùn nhé anh nhé. Còn bác nào anh nào mà thích dài hơn thì canh sử dụng sang mẫu này. Mẫu dao quắm dài khoảng 60cm nhé. Tổng chiều dài là 60cm. À, tay cán gỗ xoan em sơn màu đỏ nhé. Và giá của nó đang là 250.000 đồng. Ngày hôm nay em giảm giá luôn, còn 180.000 đồng thôi. Còn bác nào anh nào mà thích cán bùn, cán bùn dày đẹp nhé. Con này bên em nằm sống gần 7 ly luôn các anh ạ. Nhíp đỏ nga Đấy, và tay quấn ba vòng đồng rất là đẹp luôn như này. 60 cm nhá. Và giá của nó đang là 400 000 đồng Ngày hôm nay em giảm giá luôn cho các anh chỉ còn 350 000 đồng thôi. Miễn phí ship tới tận nơi luôn. Và nhận hàng thì các nhà mình cứ test thử thoải mái chặt cây nhá. Chặt cây thoải mái luôn cho em sau đó mới phải thanh toán tiền. Còn đây là mẫu dao mèo dáng khuyết nhá. Ngày hôm nay em cũng làm được có ba con. Sống dao là dày 7 ly các anh ạ. Lưỡi dài 30 cm. Các nhà mình chặt xương, chặt cây thoải mái nhá. 350.000 đồng Giảm giá ngay 100k 250.000 đồng thôi các anh ạ Điện phí ship tới tận nơi Còn bác nào anh nào mà thích dòng dao mèo truyền thống không vỏ nhá Em làm được một con 25 Sống dày 7 ly các anh ạ Dáng lưng gù mũi hách rất là đẹp luôn nhá Tay cán buôn sáng choang luôn Đấy không đồng thổ cầm đây các anh nhìn này Đấy con này các anh nhà mình chặt xương chặt cây nhá Quá là đẳng cấp luôn 240.000 đồng thôi Lưỡi dài 25cm các anh ạ Còn anh nào mà thích dài 30cm thì các anh sử dụng sang mẫu này 30cm thì sẽ là 250 000 đồng nha các anh nhá. Mẫu dao không có vỏ. Đấy. Bác nào anh nào mà đang quan tâm tới những mẫu dao hàng đặt của bên em này thì các bác nhớ đừng quên nhấn like nhá. Và đặc biệt là nhấn chuông và nhất là đăng ký kênh của em để đón xem được rất nhiều những mẫu dao hàng đặt của bên em ạ. À. Và các bác có thể làm hàng đặt theo yêu cầu nhá. Các bác cứ vào Zalo để bên em sẽ tư vấn cho các bác anh nhà mình ạ.